Nó cứ hàng ngày vô đi. Anh ở đâu? Tại Khánh Hòa. Anh từ Khánh Hòa vô đây vô đi. Vô đi có công việc không anh? Không, đi vô có một ngày rồi. Anh vô từ lúc mấy giờ? Đi vô hồi lúc sáng sớm. Anh nhiêu tuổi rồi? 31. Có vợ con gì chưa? Mới có vợ. Mới có vợ. Vợ có con bé chưa? Chưa, mới cưới đây. Mới cưới 2 ngày à? Anh tính cắt con đầu. Tính vô mi luôn. Hello mọi người nha. Thì bữa nay mình vô ba viên silicon và cắt con dây cho một anh trai đến từ Khánh Hòa. Quá trời xa các bạn. Từ Khánh Hòa mà vô miền Tây để vô mi các bạn nha. Đó, bây giờ tiến hành nè. Sát khuẩn và set up dụng cụ nha. Băng dụng cụ lại. Bây giờ các bạn biết cái này là gì không? Cái này để đo các bạn. Đo thử coi size bao nhiêu á. Đây. Size 12. Cái này size nhỏ rồi. Đa số á là 26 đến 30 rồi nha. Đây. Đó, thì bây giờ mình đo xong mình sẽ lựa máy. Còn đây là mình sẽ lấy bi. Giờ mình sắp thuận bi. Gắm bi miền Tây, đến người Tây phải hết hồn. Ok.